Chào mừng bạn đến với khóa đào tạo về công cụ giám sát Zabbix của T4VN. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tạo một item với giao thức SNMP. Đầu tiên là với hệ điều hành Linux ha. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một Zabbix server với version là 5.0. Và một máy khác, máy chủ Linux khác với hệ điều hành là CentOS 7.2. Chúng ta sẽ bắt đầu cài đặt hai gói package của SNMP là SNMP Net SNMP và SNMP Util. Ở đây để tiết kiệm thời gian thì mình đã install sẵn hai cái package này rồi. Ở đây các bạn có thể thấy là already installed nè. Tiếp đến chúng ta sẽ đi cấu hình service SNMP để gửi cái package ra ngoài. Ta vào etc snmp snmp config ha. Ta sẽ insert thêm một dòng ro community ở cuối cái file config. File này, cái dòng này thì cho phép chúng ta khai báo chuỗi định danh giữa client và Zabbix server. Chuỗi để xác thực á. Đây là chuỗi của mình ha. Chúng ta sẽ start service ha. System Control Start SMPD. Chúng ta sẽ kiểm tra status của nó ha. Rồi, đang running. Nếu được thì chúng ta enable luôn để cho ứng dụng khởi động cùng hệ thống luôn ha. Rồi, như vậy là mình đã cấu hình xong cái phần SNMP trên máy chủ Linux. Bây giờ chúng ta sẽ khởi tạo hosting trên Zabbix server. Name thì mình đặt là Linux đi ha. Linux SNMP item. Interface này default là agent. Nhưng chúng ta không dùng, chúng ta dùng giao thức SNMP cho nên phải đổi lại. Rồi, mình sẽ lấy cái IP config của máy này, IF config 10.250.0.5. Bật default của SNMP là 161 ha, version 2. Cái chuỗi này là chuỗi định danh khi nãy nè. Rồi, ta sẽ kiểm tra cái bọt 161 có phải là của SNMP không. Đây, 161 AUN bởi SNMPD. Giao thức UDP ha. Rồi, tại đây chúng ta sẽ khởi tạo item. Item name chúng ta có thể đặt là bất kỳ. Còn item type thì chắc chắn phải là SNMP agent, do chúng ta đang dùng giao thức SNMP để gửi từ máy chủ Linux, cho nên máy nhận thì cũng phải là SNMP. Ở đây chúng ta có khái niệm mới là key và SNMP OID. Thì OID là gì? OID là Object ID, được các nhà sản xuất quy định là mỗi một object ID như vậy sẽ tương ứng với một cái description tương ứng. Để chuyển đổi từ description của nhà sản xuất ra OID, chúng ta sẽ sử dụng SNMP walk. Thì cấu trúc của SNMP walk là -v là version 2 ha, 2c, -c là c là community string khi nãy á.
cái chuỗi community mà chúng ta cấu hình trên Jabbix server và trên trong Jabbix, trong cái SNMP service đó, SNMP work trừ V trừ C. Rồi mình sẽ đi copy lại cái chuỗi định danh ha. Show detail ra. Rồi host lại IP của mấy khi nãy. Sai. À, cái chuỗi này của chúng ta không được đặt là chấm cảm a cộng thăng. Chúng ta cần phải sửa lại cái chuỗi community string. Chúng ta sẽ tìm RO community ha. Sửa lại chỗ này. Mình đặt là string Jabbix ha. Copy lại chỗ này. Restack là service. Ta sẽ thử get lại ha. SMB work trừ V version 2 trừ C cái chuỗi đó, và cái host là IP của cái máy cần giám sát. Đây, đây là tất cả những thông tin mà SMB của máy cần giám sát đẩy ra cho chúng ta. Tại đây chúng ta cũng phải sửa lại chỗ này. Rồi, đó là mới là chỉ là phần bắt tay giữa Jabbix server và cái máy chủ cần giám sát thông qua giao thức SNMP thôi. Tiếp đến chúng ta sẽ khởi tạo một cái item. Item, khởi tạo một item. Chúng ta sẽ tìm một item tương đối ha. Là chúng ta sẽ lấy system name đi ha. System name là định dạng string. Mình sẽ ghép grep system name. Đây. Kết quả là CentOS 7 là system name của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ lấy chuỗi này để làm key và convert sang OID. Vì SNMP nó chỉ làm việc với OID, nó chỉ hiểu OID thôi, nó không hiểu cái chữ mà chúng ta nó khai báo như là Jabbix agent. Item name mình đặt là system host name ha. Key, key mình đặt là system host name luôn. Rồi, OID, OID. Để mà translate cái này, cái description này sang OID, chúng ta sẽ dùng SNMP translate. Đây, đây là các config đi kèm với nó, cái option đi kèm với cái lệnh SNMP translate. Ta sẽ dùng option là trừ O và N ha. Trừ O, N sẽ input ra cái OID mà chúng ta cần thiết. Chúng ta muốn translate. SNMP translate trừ O, N. Rồi, sẽ bắt cái đoạn này vào system name. Đây, đây là cái chuỗi OID mà chúng ta đang tìm kiếm ha. Bắt chuỗi đó vào đây. Rồi, còn lại chúng ta cứ để default. Rồi, như vậy chúng ta đã tạo thành công cái item ha. Item với SNMP. Interval sẽ là 1 phút. Ta get value ở đây, test luôn. Đây, đây, đây là cái value trả về của cái sysname. Ta sẽ lấy thêm một ví dụ nữa. Ta sẽ tìm một cái ví dụ nữa. Đơn giản thôi ha. Ta sẽ lấy sys uptime đi ha, system uptime.
this month even, it might be six of time instant. Rồi. Grab cái six of time trước đi ha. Rồi. Từ đoạn này ta sẽ translate sang ra cái already cần thiết để tạo thêm cái item nữa về system of time. Rồi, đây là already mà chúng ta đang tìm kiếm. Tương tự như cái system hostname khi nãy ha. À, khi nãy là định dạng character, chúng ta phải sửa lại đó. Chỗ này là định dạng unit. Định dạng số, chúng ta phải để là number rig và khai báo unit là giây. Unit chúng ta phải khai báo vào giây. Thì khi mà chúng ta khai báo giây như vậy á, thì cái kết quả từ system uptime trả về sẽ được tự động count thành tháng, ngày, phút. Tháng, ngày, giờ, phút, giây sẽ tự động count cho chúng ta luôn. Test thử ha. Đây, đây là cái chuỗi mà chúng ta đang tìm kiếm nè. Lấy cái này chia cho 60, chia 60, chia 24 sẽ ra số ngày, giờ, phút, giây, uptime. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cấu hình xong system hostname và system uptime ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi kiểm tra cái giá trị sau khi cấu hình hoàn thành. Chúng ta vào last data, là những data này sẽ là data mới nhất, và định kỳ 1 phút Jabbix server sẽ đi lấy thông tin của máy chủ cần giám sát thông qua SNMP một lần, định kỳ interval 1 phút một lần ha. Tiếp đến chúng ta sẽ tạo một item SNMP trên hệ điều hành Windows ha. Hostname Windows SNMP item. Mình nhớ phải bỏ vào cái group nha. Ở đây mình đã để sẵn là Jabbix, cái group là Jabbix Training rồi. Rồi, để mà cấu hình cái phần mà SNMP agent thì trên máy mình đang là 10.255.0.200, chính là cái PC mà kết nối tới Jabbix server. Chọn SNMP ha. 10.255.0.200. Chúng ta sẽ đi thiết lập SNMP agent trên máy Windows. Tìm tới cái service SNMP service property. Navigate sang cái mục Security. Khai báo là cái chuỗi ha. Community String là Jabbix 5. Add cái host của Jabbix server vào. Restart cái service lại. Sau khi restart service xong, ta sẽ khai báo cái phần SNMP String ở đây. Rồi, add. Tương tự như hệ điều hành Linux OS, chúng ta cũng khởi tạo một item ha. Cũng sẽ vận dụng lệnh SNMP walk -v version 2 và community string là sửa lại Jabbix 5, sửa cái hostname lại là 10.255.0.200 là máy Windows ha.
Đây là tất cả những gì mà SNMP Service trên Windows đẩy ra và Zabbix Server nhận được. Chúng ta cũng sẽ lấy hai cái SNMP đơn giản nhất là Hostname và System Uptime ha, để tạo item. Và cũng dùng SNMP Walk để translate ra OID, tương tự như bên Linux khi nãy. Ở đây mình sẽ không lấy cái phần hostname mà mình sẽ lấy cái phần tên của interface if alias. Thì mỗi trên máy Windows sẽ có nhiều cạc mạng, ở đây mình có rất là nhiều cạc mạng, nhưng cái cạc chính của mình là Ethernet LAN ha. Ethernet LAN if alias là decryption name, decryption của cái cạc mạng. Đây, alias 16 if MIB if alias 16. Thì cũng tương tự như hostname thôi. Chúng ta vẫn sẽ phải translate cái chuỗi này ra OID, rồi để từ đó tạo thành một item. Ở đây nhớ chọn về character nha. Name mà. Interface name. SNMP agent OID. Đây, pass cái OID vào đây. Add. Chúng ta cũng vẫn sẽ vào last data để check cái giá trị mà chúng ta nhận được ha. Sau khi đã khởi tạo xong hai item, interval là 1 phút, tôi đợi tí. Ở đây chúng ta đã có system uptime rồi nè, 7 tiếng 4 mấy phút. Rồi, giá trị cũng đã về rồi ha. Sau 1 phút, data cũng đã về là Ethernet LAN. Bây giờ chúng ta sẽ thử change cái name của cái cạc mạng này lại là cái tên khác. Ethernet Local LAN chẳng hạn. Local Cable. Rồi, chúng ta thử get lại giá trị ha.
Đây, ngay lập tức giá trị sẽ được thay đổi ngay lập tức ha. Nhưng mà trên Java server chắc sẽ phải đợi 1 phút. Kể từ lần get gần nhất thì mới có show được cho cái chúng ta cái giá trị. Vì chúng ta thiết lập interval 1 phút mà. Rồi, data của chúng ta đã thay đổi ha. Thay đổi thành Ethernet Local Cable. Như vậy mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách khởi tạo và cấu hình JavaBit Item.